Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020, dư nợ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm của tỉnh đạt gần 160 tỷ đồng, chiếm 5,4% tổng dư nợ các chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội với hơn 4.000 khách hàng đang còn dư nợ. Trong đó có 70 khách hàng là người khuyết tật được vay vốn giải quyết việc làm với 1,2 tỷ đồng. Hiện chương trình tín dụng vay hỗ trợ việc làm với nhiều ưu đãi cho người lao động như lãi suất cho vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo, hạn mức tối đa 100 triệu đồng đối với người lao động và tối đa 2 tỷ đồng đối với hộ sản xuất kinh doanh, thời gian vay tối đa 120 tháng. Thông qua chương trình, nhiều đối tượng lao động yếu thế, người khuyết tật, lao động khu vực nông thôn có cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi để mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Đây là một cái chương trình cho vay cái đối tượng khách hàng và cái nhu cầu vay vốn của khách hàng rất lớn. Thế nhưng mà cái nguồn vốn để đáp ứng cho cái chương trình này còn rất hạn chế. Thời gian tới đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp cần tập trung các cái nguồn lực bổ sung vào cái nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Ban tổ chức giải thưởng của Global Brand Magazine công nhận Bảo hiểm Bảo Việt thắng 2 đề cử giải thưởng hạng mục về bảo hiểm năm 2020, gồm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á và doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được tín nhiệm nhất châu Á. Giải thưởng xét trên các tiêu chí cam kết theo đuổi các giá trị vượt trội về yếu tố sáng kiến chất lượng, hoạt động thương hiệu, áp dụng công nghệ quản trị rủi ro, dịch vụ khách hàng và kết quả kinh doanh tạo môi trường bảo hiểm năng động cho ngành bảo hiểm phi nhân thọ. Vừa qua, công ty Bảo Việt Hưng Yên cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng cờ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, khối thi đua các doanh nghiệp vốn nhà nước năm 2019. Để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước, Bộ Tài chính đã xây dựng và đang xin ý kiến về dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Theo đó, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2020. Thời gian gia hạn là 6 tháng, chậm nhất là ngày 20 của tháng đó và không quá ngày 20 tháng 12 năm 2020. Đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm doanh nghiệp hoặc chi nhánh, đơn vị phụ thuộc có hoạt động sản xuất lắp ráp ô tô, thực hiện kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Sau một thời gian khống chế được dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp đang phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh thì lại phải quay về chống dịch. Thiệt hại về kinh tế cho các doanh nghiệp là rất lớn, mặc dù nhiều công ty đã vượt qua, có nhiều thay đổi để thích nghi. Công ty cổ phần Big Fit Hưng Yên ở huyện Yên Mỹ là đơn vị sản xuất thức ăn chăn nuôi. Trong đợt bùng phát dịch lần này, một lần nữa đã làm giá các nguyên vật liệu nhập khẩu lại tăng, ảnh hưởng tới giá thành phẩm. Tuy nhiên, nhờ đảm bảo chất lượng và giá để có thể vượt qua khó khăn, nên hoạt động sản xuất của công ty vẫn được duy trì ổn định. Sản lượng đạt hơn 6.000 tấn một tháng, tương đương so với trước đó. Bên cạnh đó, công ty đã kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch từ khi Đà Nẵng phát hiện ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng. Trước nhất là chúng tôi phải biết bảo vệ mình đầu tiên và bảo vệ khách hàng của chúng tôi đến đây. Nhân viên của chúng tôi ngoài thị trường là hạn chế đi thăm khách hàng, chủ yếu liên lạc qua hệ thống điện thoại, họp trực tuyến. Chúng tôi cũng chuẩn bị cho những phương án dịch trầm trọng hơn bằng là chuẩn bị những chỗ ăn, chỗ nghỉ ngay tại trong nhà máy để khi dịch xảy ra vẫn đảm bảo được cái chuyện sản xuất của công ty. Siêu thị Intimax Hưng Yên ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 hiện còn khoảng hơn 600 lượt khách trên ngày, giảm khoảng 40%. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh, công ty đã tăng tồn kho các hàng hóa thiết yếu lên 300%, áp dụng nhiều chương trình khuyến mại cho khách hàng, giảm giá từ 10 đến 20% các sản phẩm thiết yếu. Để đảm bảo cái ổn định cái công ăn việc làm cho cán bộ nhân viên siêu thị cũng đã thực hiện cái việc là không tuyển bổ sung nhân viên mới cũng như là không tuyển bổ sung nhân viên thời vụ. Cái lượng khách hàng quan tâm và mua qua cái kênh bán hàng online nhiều hơn và siêu thị tập trung nhân sự cho cái việc bán hàng online. Đây là thời điểm mà các doanh nghiệp dễ bị tổn thương nhất. Vì thế, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, cần đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp an toàn dịch tễ, tiếp tục tập trung vào các thị trường trong nước, kết nối lại với các thị trường xuất khẩu. Cho đến nay, chính phủ tiếp tục thực hiện khoanh vùng từng ổ dịch để giảm thiểu thiệt hại kinh tế.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn Công ty Bảo Việt Hưng Yên, Vietinbank Hưng Yên, Ngân hàng BIDV Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên, Agribank Hưng Yên 1 và Agribank Hưng Yên 2 đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vietcombank chung niềm tin vững tương lai.